Chị đang xem kênh Thầy Giáo Tí Hon nha. Lâu quá rồi thì cuộc sống của anh Hùng nhớ mình tí thì hôm nay My sẽ khuấy động một tí nha cả nhà. Thì là hồi nãy My có nghe anh Hùng bảo là mai 8 giờ sáng lên tâm. Thì là My sẽ trôn ông ấy nha. Cả nhà cùng chờ đón xem với My nha. Bây giờ mình sẽ nhí theo ông ấy thử ông ấy như thế nào nhé cả nhà. Tí nữa sáng em kêu dậy. Thôi nhá.